Sở hữu một làn da trắng sáng, sạch mụn, căng bóng là mong ước của biết bao chị em phụ nữ. Và để làm được điều này, rất nhiều người đã áp dụng các phương pháp làm đẹp khác nhau. Trong đó thì xông hơi da mặt là lựa chọn được ưa chuộng hơn cả. Vậy xông hơi da mặt có tác dụng gì? Có nên xông hơi da mặt hàng ngày hay không? Thì hãy cùng Blog Đẹp tìm hiểu câu trả lời ngay bây giờ nha! Xông hơi da mặt là gì? Xông hơi da mặt là kỹ thuật làm đẹp dùng nhiệt của hơi nước để tác động lên da. Hơi nước nóng sẽ giúp trẻ em giãn nở lỗ chân lông, từ đó đẩy hết bụi bẩn, bã nhờn ra bên ngoài. Vì sao xông hơi da mặt tốt? Vì sao xông mặt bằng nước nóng lại tốt hơn là thắc mắc của rất nhiều chị em phụ nữ? Sau đây là một số tác dụng nổi bật của phương pháp xông hơi da mặt mà Blog Đẹp đã tổng hợp được. Các bạn hãy tham khảo nhé! Thứ nhất, xông hơi da mặt giúp làm sạch da từ sâu bên trong lỗ chân lông, trong khi những cách vệ sinh phổ biến như là tẩy trang, dùng sữa rửa mặt lại không thể làm được điều đó. Thứ hai, xông hơi da mặt làm thông thoáng lỗ chân lông, từ đó hạn chế mụn hình thành và phát triển. Hơn nữa, xông mặt còn thúc đẩy nhân mụn trồi ra bên ngoài, bởi vậy mà phương pháp này có khả năng điều trị mụn rất hiệu quả đấy nhá. Thứ ba, tác dụng của xông hơi làm kích thích mao mạch, tăng cường quá trình lưu thông máu, từ đó xông hơi da mặt giúp làn da của phái đẹp thêm phần mịn màng, hồng hào và tươi trẻ. Thứ tư, xông hơi da mặt kích thích cơ thể sản sinh collagen, tái tạo tế bào da. Vì vậy mà xông hơi da mặt đúng cách có thể làm chậm quá trình lão hóa cho các chị em đấy nhá. Thứ năm, khi kết hợp xông hơi da mặt với các loại tinh dầu thảo dược, chúng không chỉ có công dụng làm đẹp mà còn giúp chị em cảm thấy thư giãn, thoải mái hơn đó nhá. Hướng dẫn cách xông hơi da mặt đúng cách. Để đảm bảo mang lại làn da căng bóng, sạch sẽ, chị em hãy nhớ áp dụng theo cách xông hơi da mặt đúng dưới đây nhá. Chuẩn bị một tô lớn bằng inox có khả năng giữ nhiệt tốt, tinh dầu hoặc thảo dược tùy thích, chị em có thể lựa chọn các loại lá hoặc là tinh dầu từ chanh, xả, lá tía tô, bạc hà để xông hơi. Một chiếc khăn tắm lớn để trùm đầu, một chiếc khăn mặt nhỏ. Các bước xông hơi da mặt như sau. Bước 1. Đun sôi nước cho đến khi tinh dầu, thảo dược đã chuẩn bị tiết ra hết. Trong khi chờ nước sôi, chị em hãy tẩy tế bào chết và rửa mặt thật sạch nhé. Bước 2. Đổ nước sôi vào trong tô inox. Bước 3. Trùm khăn tắm kín đầu và giữ cho mặt cách xa tô nước sông khoảng 10-15cm. Bước 4. Từ từ nhắm mắt lại và thư giãn để cho nước sông hơi bốc lên mặt. Thi thoảng thì chị em hãy dùng đũa đảo để hơi nước bốc lên đều nha. Bước 5. Sau khoảng 15-20 phút xông hơi da mặt, các nàng hãy thấm khô da. Đợi da bớt nóng thì rửa mặt bằng nước mát và thực hiện các bước dưỡng da như bình thường. Lưu ý trong quá trình xông hơi da mặt tại nhà, chị em nhớ giữ đúng khoảng cách với tô nước xông để tránh bị bỏng nha. Nên xông da mặt bao nhiêu lần trên một tuần là đủ? Có nên xông hơi da mặt thường xuyên hay không? Tần suất xông hơi da mặt như thế nào là hợp lý? Thì theo các chuyên gia, tần suất xông hơi cụ thể tùy thuộc vào loại da cũng như cơ địa của từng người. Da mụn nên xông hơi da mặt như thế nào? Thông thường là da nhiều mụn hay là dễ bị tổn thương, kích ứng bởi hơi nước nóng. Nếu bạn nằm trong trường hợp ở trên thì xông hơi da mặt thường xuyên sẽ không tốt cho làn da đâu nha. Tần suất thực hiện phù hợp nhất cho bạn là 1-2 lần trên một tuần. Ngoài ra chị em cũng không nên xông hơi quá lâu, chỉ từ 7-10 phút. Xông hơi da mặt đối với các loại da khác. Với những người không phải da mụn thì nên xông hơi da mặt bao nhiêu lần trên một tuần? Nếu bạn sở hữu làn da bình thường, không bị kích ứng thì có thể xông hơi 3 lần trên một tuần. Thời gian xông hơi lúc này có thể kéo dài 20 phút cho mỗi lần. Một số lưu ý sau khi xông hơi da mặt. Xông hơi da mặt là phương pháp mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho phái đẹp. Tuy nhiên, để duy trì làn da trắng sáng, mịn màng lâu ngày thì chị em cũng cần chú ý tới các bước chăm sóc da sau khi xông mặt như sau. Khi xông hơi da mặt, chị em hãy kết hợp massage nhẹ nhàng để loại bỏ tế bào chết, bụi bẩn sâu trong da. Sau khi xông hơi xong thì tiến hành dưỡng ẩm để tránh cho da bị mất nước. Thứ hai, trước khi xông hơi da mặt, bạn cần nhớ vệ sinh da cẩn thận với nước tẩy trang và sữa rửa mặt. Bởi làm vậy thì lỗ chân lông sẽ được thông thoáng, sạch sẽ và mang lại hiệu quả cao hơn. Thứ ba, để tránh bị sốc nhiệt sau khi xông mặt, bạn nên dùng khăn sạch để thấm khô da, đợi khoảng 5 phút rồi hãng rửa lại bằng nước mát nha. Thứ tư, xông hơi da mặt xong có nên đắp mặt nạ? Thì theo các chuyên gia, đắp mặt nạ sau khi xông là việc rất được khuyến khích. Lúc này da cần được bổ sung các chất dinh dưỡng và cấp ẩm. Khi xông hơi, lỗ chân lông giãn nở cũng sẽ giúp da dễ hấp thụ các dưỡng chất từ mặt nạ, đồng thời giúp da cân bằng độ ẩm, làm dịu da và se khít lỗ chân lông. Và cuối cùng, chị em tuyệt đối không được lạm dụng xông hơi da mặt quá nhiều, bởi điều này sẽ khiến da mặt bị tổn thương, thậm chí dẫn đến tình trạng rối loạn hệ bài tiết, tuyến mồ hôi và các bệnh lý liên quan đến tim mạch.
Xông hơi da mặt mang lại rất nhiều lợi ích cho các chị em phụ nữ. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ đem đến hiệu quả khi mà áp dụng đúng cách. Do vậy, chị em hãy nhớ áp dụng theo các bước xông hơi da mặt mà blog đẹp đã gợi ý phía trên để sớm sở hữu làn da trắng trẻo, mịn màng nhất nhé.